Thì bài kêu nó top 1 rồi chứ còn gì nữa. Ông cứ kêu chia cái ý, con Cain nó không yếu, con Cain bóng ma là yếu. Con Cain khi kẹp đi chung với con Z nó chỉ là kích hệ cho con Z thôi. Chứ thực tế con Cain nó cầm đồ khác ngon hơn và nó cầm hệ khác ngon hơn. Con Cain nó không cần hẹp kẹp hệ bóng ma. Căn bản chiêu thức nó có đánh thường đéo đâu. Thì cái hệ bóng ma còn phế rồi. Evelynn cũng thế. Trong cái đội bóng ma có mỗi con Z là đánh thường thôi. Còn mấy con kia toàn skill. Đánh từ mấy cái. Nó đánh từ được mấy cái. Ông có 10 rừng ông cũng thua. Lấy cái gì giết con Z? Con Z nó còn nguyên máu mà nó còn nguyên cái giáp tinh thần luôn ấy. Có 10 rừng thì cũng thua. Đấy phải 9 rừng. Bài đó là cái bài khắc chế rừng nữa cơ. Không phải là khắc chế rừng mà bài đó là bài khắc chế tất cả các con. Tất cả những cái đội hình nào mà kiểu thuộc dạng tan tan ấy. Tan tan mà đánh lâu ấy. Bài đó chỉ sợ mấy thằng sóc đam. Bài đấy may ra Talon ấy, cái bài Talon thì ăn được. Chứ một khi cái bài đấy mà nó săn rồi ấy, khó bài nào ăn được lắm bạn ạ. Họa may Riven 3 thì ăn được. Riven 3, Riven bụng thì ăn được. Cần rồi nên để con Alice mất máu trước đi các bạn. Để con Alice mất máu trước cho Galio ra sớm đi. Gặp bài 6 hộ vệ 4 điểm thì con Cain của nó vứt à. 6 hộ vệ hộ luôn bạn ơi. Hộ các. Ôi bài hôm nay thì khỏe. Bài hôm nay thì đủ game khỏe lắm. Con Yasuo 2 má. Không có tin ăn mà lên được hai con 2. Hai con Janna thế này. Không có tin ăn mà lên được nhiêu đó hả? Ghê vậy trời. Coi ổng kìa. Má không có tin ăn mà bài phút 2 sao, 4 con 2 sao này. Hay thật. Đôi lúc mẹ mình cũng chả hiểu tại sao mà nhân phẩm mình đéo bằng cái lỗ đít người ta. Level 7, Z3, 46 cây 2 thì nhân phẩm không có nổi. Nhân phẩm, đấy là nhân phẩm giống như kiểu mẹ là cả đời tích tụ lại. Bạn phải hiểu là không những như thế mà con Z nó còn đồ ngon. Thà là đội hình nó ra như thế mà đồ nó xấu thì còn đánh được. Mà đồ nó như vẽ. Con Evelynn còn cầm thêm cái dè ke. Ở ngoài nó còn vút 7 nó đéo thèm xài. Cain cầm tim băng quỷ thư, Z đại bác, giáp thiên thần. Đồ nó như vẽ luôn ấy. Nó còn vẽ đồ nữa cơ. Tướng nó đã mẹ như siêu nhân rồi. Đồ nó còn vẽ nữa thì đánh cái gì? Mẹ không lẽ tôi đi nuôi con rắc ta.
lẽ mình để đi nuôi con rắc trời. Bán mau lấy đồ này. Mình có thể che giáp lửa cho để thanh thắng, bán mau lấy đồ. Không, không cho giáp lửa, Ire cứ cầm giáp lửa đi. Rau này bạn up chết lên bạn cho Ire vô nè. Rau này up chết lên cho Ire vô để tí kiếm giết dùng. Đến nuôi rác thì cũng được thôi. Rác thì nên cầm cái gì nhỉ? Lấy Kalista. Hay lấy cùng cung, lấy Kalista đi. Lên chết, bỏ Ire ra, bỏ mẹ mấy con này ra luôn đi. Cho bốn con song đấu vào. Với lại con Ire vào lấy hai thánh thần là đẹp rồi. Rắc tam hợp thì bá quá rồi. Nó làm gì nữa bạn? Rắc tam hợp thì bá quá. Rắc tam hợp thì đã phát cần bá rồi. Bây giờ kiếm con gì thánh thần để Lee Sin đúng không? Lee Sin thì Wukong. Warwick à? Nãy bỏ có Wukong rồi nhỉ? Thí dụ đi, thí dụ mà rắc ba cầm huyết kiếm được không nhỉ? Con rắc tôi thấy nó tín hơn con Yasuo. Sojin huyết kiếm à? Hay là Sojin kiếm súng? Tôi nghĩ là huyết kiếm hay hơn. Nếu mà con nuôi rắc ấy, rắc chắc cầm quyền năng khổng lồ huyết kiếm với lại mẹ thú tượng à. Đang tính để anh Kalista lấy thú tượng cho rắc này. Rắc là chắc phải thú tượng thôi, thú tượng mới khỏe á. Thú tượng Sojin huyết kiếm à? Thôi ass làm gì, ass liên quan gì tới đội này đâu. Đúng rồi, cái đội vừa rồi xét rừng nó không có làm được gì đâu. May ra bạn lên set 3 thì còn may ra họa may thôi. Biết sao không? Cái team bên kia không có con nào tăng cả. Nguyên một cái đội. Cái đội gì ta? Nguyên một cái đội. Linh hồn chẳng có con nào nhiều máu cả. Nên kể cả khi bạn nuôi con set đấy, nó bắt, nó rộng cũng chả được bao nhiêu đam. Và không bao giờ bạn bắt được đụng vào mấy con linh hồn được. Nhất là không bao giờ bắt được Zed. Bởi vậy mình mới không xài Lee Sin đấy. Tại vì con Zed nó đánh nhanh quá, lúc ẩn lúc hiện, kiểu thoát ẩn thoát hiện ấy, đéo hiện ra đâu. Nó biến mẹ hóa khôn lường lắm, đéo làm gì được đâu. Nát cái 8 bạn bán tạm đi. Gì hin luôn này.
Đồ này bắt Jihin rồi đổi tính năng chơi không? Con này bắt Jihin xong đổi tính năng khác chơi không anh em? Ari thế này. Sao bắn này ra nhiều cái hay hay thế ta? Hay là nuôi Ari? Đép tạm nuôi Ari ta? Mình có diệt khổng lồ. Có rít phép không? Lượm kháng phép là có rít phép. À quên, lượm gậy là có rít phép đấy. Bắt thêm mồn lèo chứ nữa. Không phải đồ này có rất thiên thần cung săn. Thôi chắc đổi vài đi, xong đấu đánh chán lắm các bạn ạ. Thề. Không nên tin tưởng cái đội xong đấu. Không nên tin cái đội xong đấu cho lắm. Người Ari không? Lượm cây gậy nuôi Ari đi. Lượm cây gậy là có Ari gì khổng lồ rít phép. Hôm nay nãy tôi bị quả xin giao ba gặp Ari gì khổng lồ rít phép trời phát chết. Có ai mã lèn đó rồi. Đù. Xong đấu này. Một xong đấu này. Hôm nay bị quả mẹ. Chọc đúng một phát bay hết, coi này bắn này. À đủ mà từ từ nha. Hai con Jihin rồi nha. Từ nha. Khoan. Ê, alo. Từ, Thoret này. Khoan. Sao là hai con Jihin nữa đấy? Hai con Jihin thì lượm cái kháng phép có khăn với gì khổng lồ Jihin nói. Xoay sang đánh, u hồn. U có mẹ nó hồn thôi. Rít phép gì khổng lồ. Để xem bạn lượm được cái gì đã. Rồi bắt đầu quyết định. Con rắc ngon quá nhở. Coi mình lượm được cái gì rồi mình chốt luôn này. Lượm được nước mắt hay là gậy thì chốt Ari. Lượm được kháng phép thì chốt Jihin. Jihin nha. Bán hết Ari mèo đi. Xong đấu được mà xong đấu. Xoay giờ mà bạn. Để đép thôi. Rồi ok. Có đánh xong đấu đâu mà. Xong đấu hồi nào mà xong đấu. Lên 7 bắt đầu bán đi, biết đâu kiếm được tính năng Revenge hay tính năng gì đó là ngon. Đây bài vậy đang ngon, bài như thế này đang quá ngon. Nên cứ để như vậy đép đã, cho con Jihin vào giờ phế lắm. Bài đang 4 xong đấu, 4 thanh thần đẹp quá, cứ để đi.
không? Xịt mà. Đúng, ông này roll level 5 roll xin roll Yasuo mà nó ra xin giao 3 roll Yasuo mà ra xin giao này. Con Ire khỏe nhở, công nhận thật, để bé rắc được phết. Bé Jack công nhận ok la thật. Công nhận là phải công nhận là bé Jack quá ok la. Bé Jack 4 thánh thần, 4 sóc đấu quá ok la. Sao không đánh Talon thôi? Ra hai con Zihin rồi này. Con Zihin meta này khó kiếm phải đái đó. Nó là carry khủng mà. Khó kiếm lắm. Nó ra hai con rồi thì dễ rồi. Đồ gì đây? Hai giáp. Quên không bán con này đi lấy tiền nhỉ? Đồ này là tim băng à? Không. Giáp gai à? Maybe giáp gai. Để xem có ai xài vô cực không đã. Chỉ cần có một thằng xài vô cực thôi mình ghép ngay cái giáp gai mà. Không có thằng nào xài vô cực thì lấy gì ghép giáp gai. Bỏ. Kiếm cái kháng phép nữa làm cái thú tượng hay hơn. Có thìa thì ghép u hồn. Silas kinh quá. Silas nó kinh quá. Ui đồ đó. Kinh rẹt nó là một con không có tín các bạn ơi. Con kinh rẹt nó không có tín. Có nuôi được. Chuẩn bị bán rác đi là vừa rồi. Không lẽ xoay hoa nuôi Talon ta? Nuôi Talon có vẻ ổn hơn không? Không lẽ mình đi xoay sang mình nuôi Talon nhỉ? Sang build Talon không ta? Talon thì kiếm cái găng đó lấy bàn tay công lý. Đâu có ai điên mà bán giáp, chưa bán đâu. Nhiều thằng xài vút rồng quá, đánh đam đi. Lắm thằng xài vút rồng quá, đánh đam đi.
là xe bút rồng đấy. Xong rau này bắn rắc nha. Lượm đồ đấy. Lượm cái đồ gì đấy? Mất kháng phép. Cassiopeia. Có gì hết rất thiên thần còn được. Rất thiên thần cũng được. Rôn ra đây Cassiopeia. Do not tempt a viper. Để xem rôn ra cái gì đã. Rôn mấy cái đi. Yon à. Ui mẹ. Thôi tôi chia Talon đây. Tôi chia Talon các bạn ạ. À. Tôi chơi Talon. Ra vô luôn rồi. Ra vô luôn rồi. Sói bắt làm gì nữa. Sen rồi Ire Talon luôn rồi. Vô luôn rồi. Đây Talon này, Zana này. Thiếu con gì nữa là thiếu con Morgana. Xem hai này. Do not tempt a viper. Xem cố gắng không ghép vô cực Talon nó sẽ có đam. Ôi phải theo thôi, ra Yon rồi, ra Sen 2 rồi. Rồi kiếm con Morgana. Kiếm Morgana thay con này à? Lên 8 Morgana thay con này để kẹp con gì nữa ta? Kẹp thêm một con bí ẩn đúng không? Zilean, Zilean đúng không? Mèo, mèo hoặc Zilean thôi. Bỏ Cassiopeia đi, Cassiopeia phế. Trong đội hình này Cassiopeia không ulti được. Ủa mà có hai bí ẩn rồi mà. Lên 8 kẹp cái gì anh em? 6 khai sáng mà đúng không? Morgana nữa. Không có tinh năng khai sáng thì đánh 4 khai sáng à. Morgana mũ à. Hai nước mắt của phù thủy, Talon rất thiên thần. Ui cái gì con mợ Sen 3 này anh em ơi. Ôi chọn đúng đường rồi đấy. Morgana nữa đi. Ôi rồi ôi. Bớ người ta Sen 3. Sen 3 bây giờ cầm gì?
Mẹ mũ phù thủy giáp gai luôn. Đó là cầm mũ phù thủy luôn. Giáp tinh thần cho ta lo nè. Xem bang nó điên lắm. Ủa con sen nó không gây đam à? Sao lúc đầu mình đọc nó là gây đam mà ta? Che chắn sát thương à? Rồi sen ba này, Zone này, Zone rất tinh thần hai nước mắt. Kệ mẹ con Talon đi. Rồi sen ba mũ phù thủy chặn nhiêu đam đấy? Chỉ đủ má 8.800 đam cho mũ hơi thừa nhỉ? Cho mũ hơi thừa chắc là đưa giáp lửa cho nó luôn đi. Để cho nó phải có đam. Một Zone mất xét này. Bây giờ kẹp lung tung hệ vào, bây giờ có siêu tan rồi. Bây giờ chúng ta có siêu tan rồi, chúng ta kiếm Talon thôi. Chúng ta còn lại sức con mẹ nó bờ tan rồi. Bây giờ kiếm đồ rít phép rít phủng cho con này là ngon này. Giết hậu ước. Con này đâu ta, con Morgana đâu ta? Bán hết trên nhẫn giả hả? Không cần đâu. Morgana đâu ta? Không có Morgana ta. Vô lấy cái hệ mê hoặc ấy. Mẹ con Morgana nó cút đi đâu rồi nhỉ? Thật đấy, không roll được Talon với Morgana luôn kìa. Cho xem mũ hơi sai nhỉ. Cho con này mũ ngon. Thôi kệ đi. Đội hình tiểu học quá, đam chính tiểu học quá. Được chơi đam chính cái vô cực cũng được. Xếp điểm mẹ của Lee Sin. Con Lee Sin nó xúc con xe ra ngoài luôn rồi. Má gặp chó Lee Sin nó xúc xe ra ngoài kìa. Thôi kệ lỡ rồi thôi bạn. Ủa? Hồi trước mình đọc con xe nó cũng có gây đam mà. Che chắn thôi à? Tâm thôi à? Ôi được, được. Zone 2 nó xét được. Có đam luôn. Không sao các bạn ạ. Giờ này nó sẽ có đam rồi. Mà hay nhở, rồi phát một lên sen 3 luôn mà đéo thấy có Talon đâu. Ủa Talon với Morgana có thằng nào đánh không? Nó không hề luôn đấy anh em. Không hề có luôn đấy. Kỳ vậy. Vô lý à. Chê xong đấu và bị xong đấu đống. Trời ơi, nó roll xin giao 3, Yasuo 3. Nó có cả Lee Sin rồi thì nó trả mặt bạn. Con xin gieo ba nó cầm đồ thế kia cơ mà. Quan trọng là nó rôn đỏ thôi. Ô bà mẹ ra vô nữa này. Nó vô thế. Nè. Bây giờ không có cái mê hoặc. Mê hoặc khai sáng vô đây này. Có Morgana giảm đam của chúng nó cũng đỡ. Bây giờ là chờ zone đấy, chờ zone gắn đấy, để mẹ, để bảo kê đi. Bố set chạy lên gặp bụng sớm sớm đi. Bây giờ may ra kiếm được con Talon 2, Morgana với con set 2 thì may ra thôi. Để nguyên đội hình như vậy đi. Chờ Yasuo vào làm gì, con này gây đam phép không à. Con này gây đam phép, hút máu là hút máu thôi. Nó hút máu chứ không phải hút máu phép nha. Đấy, zone 2 là xịn rồi kìa, thấy chưa? Mẹ zone 2 xịn vãi lên rồi kìa, thấy chưa? Ủa sao con sen nó dễ chết vậy ta?
Sao con Sen yếu đuối vậy? Sao Sen yếu đuối vậy em? Con mẹ nó bắt thêm, bỏ con mẹ con Talon đi không? Bỏ mẹ con Talon đi kẹp bốn bí ẩn vào, bốn đại sư bốn bí ẩn không? Khỏi mẹ cái hệ khai sáng luôn đi. Talon một sao đến chết à? I shall show them what it is to fall. Có khai sáng mê hoặc này. Huyết kiếm, Talon thôi. Thôi vẫn phải nuôi thôi các bạn ạ. Không nuôi không có đám. Cũng vẫn phải nuôi thôi. Không nuôi thì làm gì có đám. Không nuôi thì con nào đám giờ? Ủa mà mẹ Talon đâu hết rồi? Ủa là sao ta? Sao không thấy Talon đâu ta? Dồn ra còn nhiều hơn Talon là hơi vô lý nha. Đây rồi. Có cái này hai ơ. Đấy, nó phải thế chứ các bạn ạ. Game nó phải thế chứ. Rồi, có đam rồi đấy. Bây giờ lượm được cái quỷ thư xem này nữa thì được. Nó phải thế chứ. Mà nghe nó phải xịn xịn như vậy chứ. Đậu mé. Dỡ nó lên. Đấy. Yasuo làm cái gì? Con Yone này nó gây toàn 5 phép không à. Còn cái hệ này là hút máu chứ không phải là hút máu phép. Đấy, cũng xịn xịn đấy, xịn đấy. Đó. Gây được đam là ok la rồi. Đừng có mũ xe là ping mình không biết, mình đọc lộn. Mình cũng sorry các bạn, mình cứ kêu là sen gây đam. Ủa. Tôi nhớ rõ ràng là hồi trước nó có gây đam mà ta. Sao bây giờ nó lại không gây đam? Bài mình khó chịu lắm, bốn đại sư ấy, hai con mê hoặc khó chịu lắm. Bài mình bây giờ ngồi hóng set 2 thôi. Chứ làm gì giờ? Hóng con set 2 thôi. Con Yone nó điên lắm. Yone được rồi. Yone này là xịn quá rồi. Ừ, set cùi thật. Chỉ được cái tàn châu thôi. Cùi thật sự. Không, Yone mũ không ngon đâu bạn. Yone mũ chưa chắc bắn gì Yone 2 đâu, hên xui. Yone nỏ xét ngon đó. Yone nỏ xét ngon hơn Yone mũ đấy bạn ạ. Bạn đánh với đội rừng này, có con Yone nỏ xét. Con Yone nỏ xét này thì nó giảm kháng phép này, chứ đội rừng nhiều kháng phép lắm. Trời ơi, mẹ bắn con Sen đến một quýt luôn. Bắn con Sen cũng đến một quýt luôn. Bây giờ chắc để tiền lại rồi kiếm set 2 thôi nhờ. Chứ làm sao mà lên chết được nữa. Cái game này gần end rồi nhờ. Chừng nào rốt được luôn Morgana 3, Morgana bủng không? Giờ để tiền kiếm set 2 thôi chứ. Làm gì nữa giờ?
đội xong đấu bây giờ gặp mình là mệt nè. Nó gặp mình là mình có bốn có đại sư nè, giảm tốc đánh 5 giây nè, nó cũng hơi mệt đấy. Chiến của những thằng Seth à? Sàm cứt! Không có URS thì nó ăn lền với tôi rồi. Không có URS là nó ăn lền với tôi rồi các bạn ạ. Đạo mé. Sen Sojin không? Hay là Morgana Sojin? Còn có Sojin với cái đại bác. Sen Sojin thôi chứ sao, lên mana cho lẹ. Hoặc là Morgana Sojin thôi. Sen hoặc Morgana Sojin thôi. Con lắc không lên 2 đi mày. Vô nhiều thế ta. Morgana đi. Bây giờ chỉ có roll set thôi. Chỉ có roll set bế chúng nó lên thôi. Chứ roll cái gì nữa. Đây để xem gặp thằng này có đánh được không. Gặp thằng này cho nó ghim lao con sen đi nhở. Ai solo Coco. Giao điện à? Cho luôn Morgana lên mana thôi chứ giờ sao giờ? Giờ sao? Mà Ire xong đấu kìa anh em. Thằng này nó chưa có Yone, mà nó có Yone cũng vậy à. Con Yasuo này không có đam. Giờ lo xếp thôi. Vô được xếp 2 thì ngon thôi chứ. Lo xếp đi. Này thì đưa lên trên này phá kiếm chết cụ nó.
đưa lên trên này. Talon thấp lỗ đít, Talon thấp lỗ đít đó. Bọn này toàn 3 sao không à, thấp đau lắm đi. Ok, trời ơi, cuối cùng cũng được lên nhạc các bạn ơi. Cuối cùng cũng được lên nhạc rồi các bạn ơi. Yeah. Zay. Châu. Zay. Zay.